khi mà các bạn tập mông với cái bài mà nhúng một bên chân á như thế này, cái chân ở trên ghế đúng không, thì khi mà cái góc độ mà xuống á, để mà nó dễ vô cái phần bắp đùi của các bạn á, các bạn nhúng ở cái góc độ của bạn hơi nhèo người về phía trước vậy. Đây cái góc bắp đùi này đó, giờ đứng được bên này nhìn nha, để nó xuống cho các bạn xem chạy cái góc này nè, nhìn này nha, đó cái xuống gì nè, lúc mà các bạn xuống cái trọng lượng thân trên của các bạn và hai cái cục tạ hai bên nó dồn trọng lực ở hướng thẳng một trục với cái cổ chân và cái cẳng chân giữa gót chân của bạn, thì cái lực nó dồn tất nhiên là cơ bắp đùi của bạn nó phải chịu lực nhiều hơn rồi, để mà nó vô mông nhiều hơn. Thì khi các bạn xuống á, cái lúc mà các bạn đừng xuống theo cái phương thẳng, mà các bạn xuống theo cái phương mà nó hơi lệch về phía sau một xíu vậy nè, đó kéo căng cái mông lên, cảm nhận cái mặt căng cái mông và cái mông, cái cơ đùi sau và cái phần mông xuống, rồi chúng ta nảy lên đó, chúng ta dùng mông chúng ta nảy lên, rồi muốn á mà vô một cách nữa á, mà vô nhiều hơn á, nhích cái chân về phía trước một chút, xuống góc độ này nè, đó lên đó, xuống cái góc đẩy xuống dưới gì nè, đừng có đẩy cái nhiều người về phía trước nhiều quá, đưa cái trọng tâm á, cái phần lưng và thân trên của bạn kết hợp với tạ nó xuống thẳng theo phương của cái phần mông của bạn, rồi mông của bạn sẽ căng rất là nhiều đó, xuống hít vào lên thở ra, nhớ nha, chỉnh cái góc một xíu tập sẽ hiệu quả.